Ngày 3 tháng 10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để giải quyết đối với cơ sở buôn bán karaoke có 11 đối tượng sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy. Mới đây đêm 2 tháng 10, Công an huyện Châu Thành chét đột xuất cơ sở buôn bán dịch vụ karaoke Phi Hùng thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang đã bắt gặp hai phòng sử dụng tiếp viên đáp ứng vượt quá số lượng quy định. Tại thời điểm này, có 14 đối tượng nghi hoặc sử dụng các chất ma túy. Qua test nhanh, cơ quan công an đã bắt gặp 11 trường đối tượng dương tính với chất ma túy. Cơ sở buôn bán karaoke Phi Hùng bị cơ quan chức năng bắt gặp vi phạm. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất giải quyết 11 tình huống về hành động sử dụng bất hợp pháp chất ma túy.